Ta rất đẹp luôn nhỉ. Giống như con cá nổi chứ nổi phải không? Muốn ăn mà. Kinh đây trên bờ. Kỳ đang ngồi. Đây là công viên Safari. Đây là hồng hạc các bác ạ. Đây là đàn hồng hạc. Đây có một chú khỉ đen này đang ngồi. Chú khỉ đen đang ngồi. Còn đây cũng có một chú khỉ khác ngồi ở ngoài nước lại rất trầm tư, mặc kệ sự đời đấy. Hai chú khỉ đen. Còn đây là một chú đang ngồi trên đỉnh ngọn xoài luôn. Đây ở cái chuồng này, khu chuồng này thì có hai chú hươu. Đây là một chú hươu đực. Còn đang nằm dưới đây là một chú hươu cái. Đây tôi sẽ đứng ngay đây tôi quay cho các bác xem. Còn đây là một chú hươu cái. Thì mỗi chú hươu nằm ở một chỗ thì chắc là đang giận dỗi nhau rồi các bác ạ. Có, tí nó đi rồi có những chỗ có chuồng cá sấu. Đây trái tỏi đều có. Ô, con thiên nga kìa. Tập rồi. Đây một bầy thiên nga, vừa là thiên nga trắng này, thiên nga đen này. Chưa đi ô. Trông người ta bán cái chân đúng không? Kia người lên sao ơi trông gì? Chị hóa luôn chị. Trông làm gì kia? Bà chị hóa đi. Vợ chồng. Mẹ của mình Thảo Anh Sư Giảo à? Kiểu như đôi nào đi với đôi đấy tại vì nó cùng mặc một màu áo đen nó sợ nhầm không? Anh chỉ giới thiệu nó có thêm người 40 cân. Đây là một chú heo vòi Mã Lai. Ăn được sữa. Không. Được sữa. Cái heo vòi Mã Lai này nó có một cái màu đen và màu trắng khá đặc biệt. Cổ và ngực, lửa thân phía trước là lông màu đen. Đi, đi vào tiếp vào trong kia đi.
Ôi, nó sẽ dạo dưới sông giống như là mã. Anh ơi, đây có phải Nguyên Sinh luôn nha. Nguyên Sinh hả? Đây là những chú linh dương sừng thẳng Ả Rập. Một chuồng này. Đây gọi là khu bán hoang dã, tức là người ta sẽ nuôi nó ở trong những cái khu chuồng. Còn tí nữa mình sẽ đi sang bên cái động vật hoang dã thì người ta sẽ thả vào trong rừng thật sự. Bán hoang dã là nửa nuôi nửa thả, và thì sợ là chỉ phải rốt trong chuồng mà người ta có không gian cho nó. Đây là có một cái không khí rất mát mẻ, những cái cây cối như là cái rừng rậm rạp như rừng nguyên sinh luôn. Dưới tán lá rừng là những con đường bê tông được làm để cho du khách đi tham quan. Đây là một chú báo hoa mai đang nằm ngủ. Nằm ngủ đang giấu đầu mình vào một cái thân cây. Đây là một chú cá sấu đang nằm yên này. Đấy, còn một chú đang bơi đấy. Đây, còn những chú mập mờ kia. Còn ở trên bờ bên kia thì rất nhiều con đang nằm phơi nắng. Rồi anh đây là tô ăn mạ với anh Nam nhỉ? Không, ở đây người ta quen chăn những thức ăn nhỏ rồi, mình rơi mà người lớn nó chắc không ăn đâu. À thế à? Con nhút. Đấy, chú đang làm im để rình mồi đây. Không, cái đầu của nó như cái gỗ kìa. À, con này cũng to này. Tình nằm đầy trên bờ. Còn những chú làm ở trên bờ kia thì là làm bất động phơi lắng ở trên bờ. Nhưng hôm nay không còn lắng. Chắc con đang nằm đợi lắng mà em. Đang nằm để đợi lắng. Nó không đớp mồi đi nhỉ? Đây là những chú rái cá vuốt bé. Đấy, cái tiếng kêu của nó, không nó có đói không mà nó kêu ghê. Chắc là nó đòi ăn đấy, ba con rái cá này. Đúng là rái cá có khác bơi như là rái cá. Xin chào, hello. Cỏ thân. Ở dưới suối kia thì đang có một bầy ngỗng. Một bầy ngỗng đang bơi ở dưới con suối bên dưới kia đây. Đây là hai chú voi. Hai chú voi đang xin chuối của các du khách ăn.
xếp hàng ơi. Đấy, chú voi, những chú voi đang vươn vòi để xin đồ ăn của du khách. Ôi, rơi mất rồi. À, bên này, bên cầm đầu này. Bên cầm đầu này. OK 这是我的山 hai chú voi đang vẫy vòi lên để chào du khách đang múa. Đây là mấy chú linh dương. Đây là một chiếc, đây là một con gấu trúc. Gấu trúc. Nó đứng cạnh cây trúc, em chỉ gọi nó là gấu trúc. Ừ đúng rồi. Đấy. Thế thì anh thấy màu đen. Đây là một con gấu đen đứng cạnh cây trúc. À thế là anh chú thích lại. Các bạn thân mến, đây là một con gấu đen đứng cạnh cây trúc. Đâu thì anh nếu đứng dưới dưới gốc nếu, gấu trúc. Chúng ta có thể gọi là gấu trúc. Không biết là chú đang làm gì mà chú cứ quanh quẩn lao ra lao vào ở cạnh một cái búi tre trúc. Đây là một chú linh dương, linh dương Bongo đang nằm yên, đang nằm phơi mưa. Đây là một chú hà mã đang nằm ngủ đâu mà cô Liễu ở hà mã cô đang bảo nó đã bị chết. Nhưng không phải chết, không có một con anh à. Không phải đâu, ở mỗi một cái ngăn kia này có một con nữa chứ em, chắc là những cái ngăn kia. Đây là mấy chú chuột túi. Đây là một chú sư tử. Yeah, lion is you know the female long term and then the male long term long term. Con này là cụ cái ngon. Không thì con này ăn không ngon chuyện. Hai con sư tử trắng và một con sư tử vàng. Đúng rồi, con sư tử vàng kia có dâu là đàn ông đích thực. Còn hai cô đang nằm ở kia có hai cô thôi. Còn hai cô sư tử trắng kia là hai người phụ nữ. Còn đây là một người phụ nữ nữa nằm không được yêu ái. Không được yêu ái cho nên là nằm một mình một chỗ. Anh mới thấy sao rồi nó có ở trong video.
từ phần sống mà nhà không phải người ta nó sẽ lần lượt nó quăng rồi người ta quăng từ bên kia vào những bàn này có bẹ sữa à, mấy bàn này có bẹ sữa già rồi anh biết rồi giáo nhỉ giáo kinh con này phải chắc phải được 2-3 tạ anh nhỉ hai gọi kia không ra đây là mấy chú sư tử đang đợi ấy để chờ ăn. Đây là một bạn ấy, bạn sẽ vứt cái ấy nó đoán rất chuẩn. Còn này còn người vào nó không chẳng được. Chẳng chưa? Chẳng còn bản tính hoang dã đó. Đây là một chú hổ vằn đang nằm phơi mưa. Còn ở tận phía dưới kia lại một chú nữa này. Chú nữa à, đây. Mưa này mà chú vẫn nằm đây để phơi mưa. Đây cũng một chú hổ vằn đang nằm phơi mưa. Đây là một chú lạc đà đang đứng ra cạnh cái bờ rào để cho xin thức ăn của các du khách. Trời mưa rồi các bác ạ, mưa dày hạt mất rồi. Đây là những chú vẹt. Chú vẹt này là đang tập thể thao, đang tập cái động tác để treo người. Rồi với những bạn lên dưới ánh đỏ bên tay phải chúng ta đây, vận tốc chạy của đoàn này có thể lên tới 80 km/h và nó chỉ có trọng lượng là 45 kg thôi, rất nhỏ. Còn bên tay trái là những bạn đang samba và đây là những bạn phu sao con. What is this?
ở sự hộ sân nha. Chủ sân nha, cây khai của ông sở.你又會怪我出去，他就會過來。媽媽，媽媽在哪裡打工的？阿里幹，媽媽在哪裡打工的？阿里幹，媽媽在哪裡打工的？你幹嘛注意人家蛋蛋露出來了嗎？你幹嘛？你幹嘛注意人家蛋蛋露出來？老婆，媽媽，我在哪裡打工了？好可憐啊！大象公主生出來，你的腳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 ，你的
15 mét trên cao là giao cây bơ lội lên chỗ là phải chụp cái lỗ là mỗi ngày phải tạm biệt rồi phải tạm biệt rồi và chân là cứ như cái lẫn lẫn cái sự hậu vân ý chỉ chỉ cảm chảo biên ta biên rồi và gì cái biên nghe thầu đi cả khu ra có cảm chảo biên mà OK, 很漂亮耶，那真的，很漂亮。被杀，人家证明很强。啊，这边他最帅了，最帅的狮子了。啊，因为什么？我这张图，因为他的那个图的头顶有多老了，那个母母女士的，啊，然后这边都是那公狮的，啊，没有帅的。啊，很好，最近。啊，你看他的脸有多白，很好。 啊，你看这个脸有多白，好吗？你这张照片，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 这
非常大隻，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 非
然后就是那个帮忙找回去，然后那个是总共20个，就是那个地牛，然后那个体重有20个，在你生出来的，这个。他会给他很多玩具，在我旁边那个摸脚那种，去角质，竖起来，那个摸脚，可以啊，那个心理更好，一定可以那个打8.8个月，10包月产生出来，一定可以。哇，好，有好多零点啊，在两边有很多哦，哇，好大方。 好大只，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 好大只
1米5的高度掉下来的，那个也是很可疑。那看起来好像假的嘞，这是中共中提供的，哇。
前面还有，漂亮。好，前面还有，这是假的啊，没有动。对呀、啊，这是中澳共出生啊，他跑来都你的好吗？哦，这边我，这里是假的。这里绕了一圈，一圈油花，绕了一圈，你知道吗？哎、欸，你们有排练过吗？有排练过是不是？而且他们头还是往外彩排吗？这个下面有一只小虾鱼的时候，他们打到那个食物啊，然后打到那个好吃的东西啊，所以他们要保护一下他们的食物。啊，我要吃到我的这个鱼片。对啊，对啊，很好好惨，进入的血压很低的啊，所以那个如果我们把那个食物把脚放低一点的话，那个他们会晕头的。好可爱哦！这是 baby 耶，小朋友，这小朋友。然后高考的都玩的疯癫，玩的疯癫，玩的疯癫，玩的疯癫，玩的疯癫，玩的疯癫，玩的疯癫，玩刚刚走到啊那个十公里一个小时。他的米是白的。哎，你上来干嘛？这边的。孙江江，这样的美女呀，我跟大家介绍，今天参观我们这里的八角海胆，我这里完全来自自然啊。那个我最爱的，今天我们看到哪些动物像牛等动物一样，啊，飞来猛叫的。đây là những bạn học sinh dạy cho tôi bảo sao chúng ta có thể có thể làm được gì啊，那边是那个非洲那个长角牛啊，然后就是那个就整个那个，如果在西那个非洲的话，家里如果有挂一个那个斗牛角的话，会证明那个家庭会有权利的啊，所以我们说很多家庭他们把那个那个斗牛角放。好可怕！对啊，来呀，来高考，真的可以过来安心点，把这个高考考完，考过就开。我来过来，我们中间不能考过，不能考过。现在北京三个老年家了哈，没有多家，你在我哪儿？我刚才把这个 story， 这个我刚才那个不讲了嘛，是这个警察组织管有没有？跑起来！小鸡跑走了。我在跑。他觉得你下雨出来，是个音响。